Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản miễn phí tại khu vực Long Thành, Đồng Nai. Hôm nay thì em sẽ gửi tới quý cô chú và quý anh chị một cái lô đất rất là đẹp nằm ngay trục đường N47, 48m, vỉa hè mỗi bên là 10m. Như anh chị đang nhìn thấy đây là những hình ảnh mới nhất về trục đường 47 anh chị ha. Ra đây là con trục đường D18. Trục đường D18 này là 48m, vỉa hè mỗi bên 10m. Trục đường này thì kết nối giao thông giữa trục đường 769 mới và 769 cũ. Bên góc này là khu trung tâm thương mại nha quý anh chị. Đây là trục đường N47, 47, 32m, vỉa hè là mỗi bên 5m, mỗi bên là 10m ạ. Vị trí lô đất thì nó nằm ngay đây nha anh chị ạ. Nó nằm sát ngay cái nhà đây, ngay chỗ tôi đây. Bây giờ mình sẽ đi vào thực tế xem cái vị trí lô đất đây. Vị trí lô đất nó nằm đây anh chị ha. Vị trí lô đất này thì có bề ngang là 5m và chiều sâu vào bên trong kia là 25m. Tổng diện tích của lô đất này là 125m2 nha quý anh chị nhé. 125m2, hướng này hướng bắc, nằm trên cái trục đường là 32m, vì hè là mỗi bên là 10m nha quý anh chị. Đây ạ, đây là trục đường trước đất nhà mình nha quý anh chị. Dạ, mình có thể là điều chỉnh là một xíu để đấy. Đây là trục đường 32m này, vỉa hè là mỗi bên 10m. Đi thẳng sang đây là dự án STC, dự án STC là dự án của một chủ đầu tư lớn ở ngoài Hà Nội vào đầu tư. Đây ạ. Còn mà đi sang bên này á, đi sang bên này là trục đường D18 và trung tâm thương mại đi chợ đây. Đây là trục đường D18 nha quý anh chị ạ. Cái lô đất này thời điểm đỉnh á thì đâu đó cũng là gần 5 tỷ anh chị, 5 tỷ, hơn 5 tỷ, nhưng bây giờ thì chủ cần tiền hạc. Bán cấp chỉ bán cho anh chị là 3 tỷ thôi, 3 tỷ còn bớt chút lọc nha quý anh chị ha. Dạ, em quay lại một lần nữa vị trí lô đất cho anh chị tham khảo ạ. Đây ạ, đó, vị trí lô đất ngay xe này, từ cái mép nhà này đi ra đây là 5m. Từ nhà này đi sang đây là 5m nha anh chị. Đấy, đây, từ cái nhà này đi sang đây là 5m này. Đi sang đây 5m và sâu vào trong kia, sâu vào bên trong này. Mình có thể đứng bên góc này mình nhìn, nó sẽ chi tiết hơn này. Đó. Đó, từ cái đuôi cái nhà đó đi ra đây, đi ra ngoài này. Đó, ra đến cái tận đây là 25m và chiều ngang của lô đất này là 5m. Đó, tổng diện tích của lô đất này là 125m2, nằm trên trục đường 32m như thế này. Đây, đây là trục đường N47 32m ha. Ngoài đó là trục đường 48m, D18 đi xuống dưới này là chợ này, ủy ban này, trường học này. Từ vị trí đất này thì mình có thể đi đến trường học, đi đến ủy ban, đi đến nhà thờ, đi đến trung tâm thương mại, đặc biệt đi ra trung tâm thương mại chợ đây. Trung tâm thương mại đây thì chỉ vài bước chân thôi. Đấy. Ra đây là trung tâm thương mại anh chị ha, ngay chỗ ngã tư này là trung tâm thương mại này. Đấy, ngay chỗ xe ô tô đây, trước đầu đây là quỹ đất dành cho trung tâm thương mại rộng 2 hectare đây. Và từ trung tâm thương mại mình đi đến căn nhà này đâu đó tầm khoảng chưa tới 50m thôi ạ. Đấy, sát bên căn nhà này. Giá 3 tỷ anh chị ha. Nếu anh chị thiện chí thì em sắp xếp cho anh chị gặp chủ thương lượng trực tiếp bớt lọc lá thêm. Nhưng bây giờ chủ là giao đúng 3 tỷ. Nó nằm trên trục đường 32m này. Vì hè là mỗi bên 10m, đẹp như thế này anh chị. Quá đẹp luôn anh chị ha. Đó, bên kia là dự án STC. Nhà kín dân đông, khu bên này là khu biệt thự nhà vườn 10 x 25 anh chị. Bây giờ em sẽ review một vòng cho anh chị ha. Đây, quan sát trước đất nhà mình đây, đang buôn bán ốc đây, buôn bán buôn rêu này, đủ các kiểu. Đây. Đó, ra trục đường D18 ha, 48m. Rồi ok, anh chị nào mà quan tâm mà muốn sở hữu cho mình một lô đất rẻ đẹp, vừa ở vừa kinh doanh, nằm trên trục đường lớn, không có con lươn như thế này, anh chị có thể liên hệ ngay cho em qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Rất là đẹp ạ. Đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha.